Ok. À, tôi vừa chơi cho bạn một đoạn trong bài Hoan ca mùa xuân, một bài khá là vui ha. Cũng được rất nhiều anh chị em thích. Và bài này thì viết là nhịp 4/4 và cái giai điệu nó cũng cho thấy cái tiết tấu nó này. Re si 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 re do la la do si ta ra ti da ta ra ta ti. Bài này các bạn có thể chơi vui. Các bạn có thể chơi theo kiểu bebop ạ. Hoặc các bạn có thể chơi theo kiểu bossa nova cũng được ha. Này. Vân vân ha. Có rất nhiều kiểu chơi bởi vì bài này giai điệu dễ nghe và hợp âm cũng dễ chơi nữa ha. Rồi và bài này thì viết ở trên giọng son trưởng đây. Son trưởng có một dấu pha thăng các bạn ha. Đây là âm dài của son trưởng. Đó. Yeah. À, công thức 1/4/5 bậc 1 là son, bậc 4 là đô và bậc 5 là re trưởng. Giọng song song sẽ là mi thứ. Đó bạn đánh mặn. À, bậc 4 là la thứ. Bậc 5 sẽ là si thứ. Đó. Ngoài 6 âm đây còn có một hợp âm bậc 7 nữa là hợp âm đó chính là pha thăng dài. Pha thăng thứ 7 trưởng thứ 5. Đó, ngoài 7 hợp âm ra thì tôi cũng sử dụng thêm những hợp âm nâng cao cho tất cả các bạn ha. Và tương tự như vậy thì tôi sẽ có một cái bảng để tôi viết hợp âm cho tất cả các bạn. Đây. Dạ, một cái bảng nhỏ. Ok, dạ. Ta ti ta ra ta ti. Vậy, ở đây á. Son trưởng. À, nhịp 4/4 cho mỗi nhịp có hai phách, mi thứ, xong về la thứ, xong về re, xong rồi lại về son. Nè. Ta ri ra ra ti, ta ra ti ra, ta ra ti do, ta ra ta ta. Đó, ở đây thì tôi làm khác này. Giọng này dậy hơi nhiều, giọng không được tốt lắm. Son, xong các bạn sẽ lại vào mi. Yeah. Xong rồi vào re. Mà tôi dùng ở đây là re bát đô, xong rồi về si thứ, xong rồi về re bảy. Này. Ti ta ta ti đô đô ta 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 ta, xong về re. Ta ti là nhắc lại thôi. Ta ra ti ra ta ra ti ti ta ra ti ta. Ở đây tôi về một hợp âm. Thay vì đây, ở đây các bạn nhìn thấy nó là cột 1 đúng không? Tôi sẽ đây nó sẽ là cột 1 này. Nhắc lại. Đó, và đây sẽ là cột 2. Và cột 2 ở đây thì tôi sẽ về hợp âm là đô thứ 6 này. Đó. Đô ta ti ta ta. Đó, đô thứ 6 và tôi về re 7, xong tôi về son. Đó. Các bạn hãy nghe thử đoạn điệp khúc nha. Ta ri ta 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 ti do ra ta ti do vào re re ba do ta 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 re ta ti ta 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 vào re ta son vào la ta đô 6 ta ta ra ta. Đó, các bạn thấy không ạ? Hợp âm thì như vậy không có gì khó đâu ha. Còn khi các bạn chơi thì các bạn có thể là một là các bạn chơi như vậy có thể vui, các bạn chơi ở ngoài cũng được ha. Nhưng mà ở trong nhà thờ thì tôi khuyến khích các bạn, nếu mà chơi trong nhà thờ thì các bạn nên giải nốt ra, nhưng mà vẫn phải giữ được cái tiết tấu ha. Ví dụ như này, các bạn giống guitar gảy không? Guitar gảy dây buông, không nhất thiết là các bạn phải chặt quạt hay là các bạn phải chặt hợp âm như này. Đó, nó bị hơi bị đời quá. Nhưng mà mình chơi giải nhưng mà vẫn phải làm sao cái tiết tấu nó phải vui nhé. Nó vẫn mang được cái sự trang nghiêm, đẹp, tinh tế và hòa âm. Ví dụ như này. Đó.
bạn thấy không ạ? Đó, thế là hoàn toàn như vậy. Thế có thể chậm lại này. Đó, vân vân ha. Đẹp rất là nhiều, các bạn nghe thấy đẹp không? Rất là sang ha. Này. Đó. Rất đẹp. Rất nhiều cách. Cái cách để hòa âm vừa nãy của tôi với cho các bạn là một cách thôi. Ở đây có thể là son này. Ở đây đánh son này. Chẳng đến đây son tam giác bảy này. Đô bát son. Đó. Đó, nghe rất là thú vị. Này, nếu mà gảy như này thì hợp âm rất nhiều cách đệm này. Ta ti ta ra. Đó. Ti ta ta ra. Đó, về son son tam giác bảy này. Ta ra ta ti. Đó. Ta ti ta ra ta ti. Ta ra ra ti. Ta ra ti đô. Ta ra ti ta. Ti ra 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 ti. Ta đô ra ti. Ta ra ra. Thấy không ạ? Yeah, ha. Gầy thì hợp âm còn rất hay. Đoạn này có thể dùng la 7 về re rất hay này. Xong rồi về re bát đô về si thứ. Xong về la xong rồi ta ti. Đó ta ti ta ra ti đô. Ta ra ti đa. Ti đô ra ti. Tắt re bát đô vào so bát si. Đó tiếp. Re si si re đô si si. Đó vân vân ha. Khá là thú vị. Cho nên là mỗi một bài nó có nhiều phong cách đệm khác nhau. Đó, nhưng mà khi mà đệm ở ngoài chơi hát vui thì không sao ha. Nhưng mà khi mà các bạn đệm thành ca trong nhà thờ thì tôi khuyến khích các bạn nên đầu tư sâu về cái phong cách đệm này. Cái màu hòa âm nữa ha. Cái màu sắc hòa âm này 7, 9 này. Ta đẹp ta ti. Bạn nhìn này. Đó, rất đẹp. Đó. Xuân về đi da da đi da da đi tràn đầy vui vẻ ha. Đó đoạn này ta da đi da do da đi da ta đi da 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 đi da da ta. Yeah, rất nhiều cái accent mà rất là thú vị. Cho nên là tôi khuyến khích các bạn nên đi học về hòa âm, đi học về các cái kiến thức về hòa âm, về những cái phong cách đệm thì các bạn đệm thành ca ha, nó sẽ giúp cho các bạn có được cái bài đệm và cái phần hòa âm nó rất là tinh tế, nó giúp cái bài nó hay rất nhiều các bạn nhỉ. Ta ra ti ta ta ra ta ra. Đó, đây này các bạn. Ta ra ta ta bạn đoạn này. Còn yêu vương bất nhận này. Đó, các bạn có thể có một cái accent này. Ta ra ta ti. Đó các bạn ạ. Ta ti. Đó ta ti ta ta ti ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra. Tôi rất là thích những cái đẹp, cái sự trang trọng, tinh tế khi mà chúng ta làm về hòa âm. Và tôi rất thích sự trau chuốt và kỹ càng khi chúng ta chơi một bài ha. Cùng làm một cách chơi, tại sao chúng ta cùng làm một lần chơi, tại sao chúng ta là không chơi cho nó thật chất lượng. Quan điểm của tôi là mỗi lần mà tôi đàn cũng vậy, hay là tôi hướng dẫn cho anh chị vậy. Tại sao tôi phải vừa cơ bản để nâng cao hơn cho tất cả anh chị? Bởi vì tôi muốn ngoài cơ bản ra, đương nhiên cơ bản thì tốt rồi ha. Các bạn có thể bấm được như vậy bình thường thôi, không sao cả. Đó, nhưng mà ngày lần nào cũng vậy thì nó làm cho anh chị rất là nhanh chán ha. Chính vì vậy mà tôi luôn có những cái cách hòa âm nâng cao cho các bạn ha. Ngay thậm chí đó này đánh tiết tấu. Đó, thấy không ạ? Có tiết tấu liền như cái này mà cái kiểu chơi này mà nếu mà tôi phối mà để hát làm một cái kiểu mà một cái bài để mà up lên YouTube đó, nghe xuân vui đó, thì có nhiều lắm các bạn đánh bebop hay lắm, tắc tịch rất là đẹp ha, vân vân. Nhưng mà khi mà ở trong thành ca thì ở trong nhà thờ thì tôi thậm chí còn có viết cả dàn dây đẹp nữa, nhưng mà vẫn phải vui ha, vẫn phải tươi vui.
Nó đẹp sự trang nghiêm giản dây tu fagot. Các bạn thấy không, thời gian mà ngắn mà tôi đã cho anh chị rất là nhiều những cái thông tin, kiến thức, cách đệm vân vân hòa âm nữa ha. Với hy vọng là mong muốn cho các bạn chơi đàn hay hơn và được tạo cảm hứng ha. Chính vì vậy mà tôi đã viết 4 cái tập giáo trình về đệm hát từ cơ bản đến chuyên sâu luôn. Đó, cho những cái bạn mà muốn học từ cơ bản này, những anh chị nhiều rất là nhiều sơ và các thầy đã và là các anh chị ca trưởng đã không có thời gian để mà đến các trung tâm âm nhạc học được. Đã học cái bộ giáo trình này rất là chất lượng. Sau 2 đến 3 tập đã đàn tự tin, nhiều anh chị ở nhiều quốc gia thì đã đệm ở trong các nhà thờ. Thậm chí có những cái bạn mà 8-9 tuổi học đã đệm đàn rất là tốt ha. Bởi vì qua đây tôi cũng cảm ơn rất nhiều anh chị em học viên có nhắn tin là nhờ cái bộ giáo trình của thầy mà dịp Tết này là được có cơ hội tặng quà cho các cháu ha. Gọi là mùng tuổi bằng cái giáo trình chất lượng rất là tốt cho các cháu. Các cháu nào mà từ 6-7 tuổi trở đi có thể học được. Bởi vì là mỗi bài giáo trình tôi để trên file PDF và còn cái clip hướng dẫn thì tôi up cái link riêng. Nên các bạn chỉ cần bấm vào clip và mở giáo trình ra là ngồi thực hành thôi, giống như các bạn đang học trực tiếp với tôi vậy đó. Đó. Và có mỗi sau mỗi một bài các bạn có câu hỏi tôi sẽ trả lời cho các bạn ha. Và sau 5 bài các bạn quay clip lại tôi sẽ sửa cho các bạn, sửa ngón tư thế em sao đúng hay chưa. Đó. Xếp 4 bè đúng hay chưa. Đó, xếp 5 câu dẫn câu lót làm sao. Vân vân, ngón sao đúng hay không? Vân vân ha. Thì tôi cũng làm rất là kỹ và với giáo trình này thì tất cả các lứa tuổi đều học được. Nhiều anh chị em phải đi làm này, công việc chỉ buổi đêm mới học đàn được thôi. Thì đây là một giáo trình rất là tuyệt vời. Anh chị học mọi lúc mọi nơi ha. Và cái hay ở đây là giáo trình tôi cho mọi lứa tuổi. Và một điều nữa là trong mỗi một bài tôi làm khoảng 25 đến 30 phút và tôi làm rất là chậm. Để cho tất cả anh chị em đều có thể theo được, vừa có giáo trình vừa có clip hướng dẫn thì rất là đơn giản rồi đúng không nào. Rất nhiều anh chị em có thể học được. Thậm chí nhiều anh chị em mà 70 tuổi rồi và cũng quay clip gửi cho Hải thì thực sự rất là tuyệt vời. Đó, tại vì có rất nhiều người nói rằng là qua cái giáo trình của thầy mới khơi gợi lại niềm đam mê âm nhạc của mình. Chứ ngày xưa không có cơ hội đi học. Và học được rồi thì ví dụ nhiều anh chị em ở nhiều vùng xa hoặc là nhiều các nước đó, không biết học đâu cả, học online một kèm một thì không có thời gian. Đó, đến trung tâm thì không có. Mà nhiều người lại muốn phục vụ nữa thì không biết học đâu cả. Thì đây chính là một cái bộ giáo trình rất là tuyệt vời ha. Nó sẽ hệ thống lại cho từ cơ bản đến chuyên sâu. Đó, cho nên rằng là những ai mới bắt đầu học đều có thể học được. Và đã biết sơ qua rồi thì đều được hệ thống lại anh chị ha. Đỡ anh chị đỡ phải cóp nhặt, bởi vì tôi thấy ở trên YouTube cũng có rất nhiều các cái kênh ha. Rồi hướng dẫn đó, cóp nhặt và làm vì mọi người bị mất gốc. Đó, mọi người chơi được bài này mà lại không chơi những bài khác. Đó, nhìn một cái bài này mà không biết đặt hòa âm như thế nào thì quả thật rất là phí ha. Chính vì vậy mà tôi đã hệ thống lại, anh chị em có thể học từ đầu luôn. Rất là tốt, anh chị em có thể được tiếp cận với những cái bài phối mà backing track tôi làm, dàn dây, những cái hòa âm rất là chất lượng. Đó, cả backing track mà lần đầu tiên ở Việt Nam có, chưa ai làm bởi vì nó rất mất thời gian. Các bạn nào muốn có những bài thu hát, đó, tôi cũng có những cái beat, các bạn follow kênh của tôi thì các bạn biết. Cho nên các bạn có thể vào website haipiano.com, tôi để rất nhiều nội dung ở đó ha. Rồi các bạn có câu hỏi thì có thể comment hoặc là email cho tôi, số điện thoại và email tôi để trên phần mô tả. Đó, tôi luôn đồng hành cùng tất cả các bạn. Và dịp Tết này thì tôi đang có khuyến mãi tới 20% khi mua trọn bộ. Và cái tặng cái tuyển tập mà tôi soạn cho piano, soạn đệm đấy nhá. Cho piano cộng audio nghe. Đó, những cái đó ở Việt Nam cũng chưa có, bởi vì làm là rất mất thời gian ha. Tôi tặng cho tất cả anh chị những cái bộ đó. Cho nên là anh chị hãy tận dụng dịp Tết Nguyên Đán để có thể có được cái bộ giáo trình để mà anh chị học trong dịp Tết hoặc là ra Tết. Anh chị có thời gian anh chị học thì đây chính là một những cái điều kiện mà rất là tốt để cho anh chị học ha. Cho nên là tôi luôn đồng hành cùng tất cả anh chị ha. Và bây giờ tôi sẽ đi tiếp cho anh chị sang câu 1. Đó. Re si si re do si. Đó. Si si
Si si la son son la re. Ở đây là re si. Re si si re do si. Ở đây á tôi về son trưởng. Son tam giác 7 các bạn nhá. Re si si re do si. Đó. Si si la son ta ti. Yeah. Ở đây tôi về do bát mi và tôi về re trưởng bát pha thang. Ta da ti. Đó. Ti đô về la thứ. Ta 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 ti ta ti về re 7. Đó. Ti ti da ta ti lại về son trưởng. Các bạn thấy không ạ? Ta ti nhắc lại thôi. Ti da ti ta ti ta ở đây á. Ta ti ta ti ta ta ở đây tôi dùng hợp âm là si 7. Si trưởng mà bát pha thang. Xong về mi thứ đó. Ti ta ti ra ti ta ra ti ra. Đó mà ti ra ti. Các bạn thấy không ạ? Ti đô vậy lại là thứ tiếp. Là thứ 79 này. Ti ra ti đô về re. Ta li da son. Khá là thú vị ha. Các bạn thấy không ạ? Làm lại ha. Ta ti ta ra ti ra ti đô ra ti. Đó quay lại ti đô ti ra si bảy bát đó ti ti ra 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 ti ti đô ti ra ra ta ti ta đô. Mà thấy không ạ, rất là thú vị ha, nghe rất là thú vị. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần đằng sau tiếp theo câu nói. Xuân về ti da ta ti đó, nhắc lại nè. Ta da ti da ta 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 ta, quay lại từ đầu thôi. Ta ti ta 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 ti ta ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ta, giống nghẹt từ đầu. Đó, như vậy là hết bài. Và bây giờ tôi sẽ chơi cho bạn là từ đầu bài ha. Và tôi cũng sẽ có cho các bạn một chút phần câu intro ha. Và câu intro mà tôi sẽ làm như này. Ta ti nhanh chậm tùy các bạn ha, tôi sẽ cố gắng làm để cho các bạn dễ nhìn thôi ha. Trong khoảng thời gian khoảng tầm đó 20 phút ha, tôi hướng dẫn cho các bạn từ cơ bản để nâng cao bài Hoan ca mùa xuân, một bài rất là hay, tươi vui ha, và có thêm những hợp âm nâng cao nữa. Các bạn nào quan tâm đến khoa học thì có thể email và gửi cho tôi ha, và có thể comment hoặc vào website haipiano.com, và tôi luôn đồng hành cùng tất cả các bạn. Các bạn muốn tôi hướng dẫn bài gì các bạn có thể comment ha, và tôi sẽ xuất thời gian để làm những bài hướng dẫn cho tất cả các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.